Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và ngay bây giờ là những bản tin Hoa Kỳ tiếp theo. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiepyen.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Phần tin Hoa Kỳ tiếp theo của chúng tôi cho biết rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm thuê cựu lãnh đạo Google Cloud làm cố vấn trí tuệ nhân tạo. Theo Breaking Defense, Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Hoa Kỳ vừa thuê một chuyên gia làm cố vấn đầu tiên về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, về người máy và về điện toán đám mây. Theo đó, ông Andrew Moore, nhà sáng lập Lovelace AI, từng giữ vị trí phó chủ tịch phụ trách trí tuệ nhân tạo của Google Cloud, sẽ hỗ trợ trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thu thập và cấu trúc dữ liệu cũng như là các thuật toán có liên quan đến mạng lưới. Ông Skyler Moore, giám đốc kỹ thuật tại công ty này cho biết rằng, chúng tôi sẽ đưa ông Moore ra thực địa xem xét tất cả các vấn đề vận dụng kiến thức chuyên môn để có thể làm tốt về những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot, đám mây, cũng như là các quy trình cơ sở hạ tầng thay thế khác. Hiện nay, Hoa Kỳ vẫn đang thử nghiệm hệ thống thông tin thống trị toàn cầu, đẩy mạnh nâng cao năng lực tác chiến, kỹ thuật số, tích hợp và hợp nhất dữ liệu. Từ đầu năm đến nay, Ngũ Giác Đài đã có 4 cuộc tập trận tập trung vào quy trình chia sẻ dữ liệu tốc độ cao. Tháng 5 của năm ngoái, ông Andrew Moore đã có buổi làm chứng điều trần trước các nhà lập pháp thuộc tiểu ban an ninh mạng của Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Tại buổi làm việc này, ông Moore nhận định rằng Hoa Kỳ đang tụt lại phía sau các đối thủ trong sáng kiến trí tuệ nhân tạo nếu không tập trung đầu tư cho lĩnh vực này. Vì cựu lãnh đạo Google Cloud sẽ thực hiện công việc của mình tại cơ quan mới trong nỗ lực phát triển lớn hơn công việc của Bộ Quốc phòng về kiểm soát và chỉ huy toàn miền. Hiện nay đang được dẫn dắt bởi ông Greg Martell, cựu giám đốc điều hành Startup Lyft. Tiếp đoạn bản tin cho biết rằng kỷ lục 10.000 di dân lậu tìm cách nhập cảnh vào Hoa Kỳ mỗi ngày sau khi chấm dứt tiêu đề số 42. Thông tin cho biết rằng Hoa Kỳ chuẩn bị ứng phó với làn sóng khoảng 10.000 di dân lậu vượt biên trái phép mỗi ngày sau khi tiêu đề số 42 kết thúc, gần gấp đôi con số hàng ngày trong tháng 3. Theo đó, trong ngày 9 tháng 5, đặc vụ biên giới Hoa Kỳ ở El Paso thuộc tiểu bang Texas đã kêu gọi hàng trăm di dân lậu tụ tập trên đường phố của nơi đây đầu hàng chính quyền khi số vụ vượt biên trái phép sẽ gia tăng sau khi tiêu đề số 42 kết thúc. Tiêu đề 42 là một sắc lệnh y tế công cộng được áp dụng từ tháng 3 của năm 2020 cho phép Hoa Kỳ trục xuất di dân lậu bất hợp pháp và không cho họ cơ hội quay trở lại Hoa Kỳ. Việc bãi bỏ quy định này khiến nhiều người nhập cư có thêm hy vọng được đặt chân vào Hoa Kỳ. Đồng thời, nhiều người di cư tập trung ở phần lãnh thổ tại Mexico, tại các địa điểm khác nhau dọc theo biên giới phía nam của Hoa Kỳ đang chờ vượt qua biên giới khi chính sách biên giới trên thay đổi vào cuối tuần này. Ngay tại Matamoros ở Mexico, người di cư đã mua áo phao bơi, áo phao để chuẩn bị vượt sông Rio Grande đến thành phố Brownsville, tiểu bang Texas. Còn ở Tijuana thì đối diện thành phố San Diego của tiểu bang California, người dân cũng đã xếp hàng dài ở khu vực biên giới trong ngày 8 tháng 5 để nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Tình trạng trên diễn ra khi mà tiêu đề số 42 kết thúc vào nửa đêm ngày 11 tháng 5. Trước đó, vào tối ngày 8 tháng 5, Bộ Nội an công bố một hoạt động thực thi có mục tiêu ở thành phố El Paso nhằm bắt giữ di dân lậu và giải quyết bằng cách trục xuất hoặc trả tự do sau đó. Giới chức cũng cho biết rằng sẽ giảm lưu lượng khách du lịch hợp pháp qua cảng nhập cảnh Paso del Norte để tập trung công việc bảo đảm an ninh. Sau qua Texas, bản tin cho biết rằng cựu trung sĩ lục quân bị kết án 25 năm vì bắn chết người biểu tình Black Lives Matter. Theo thông tấn xã Reuters ngày 10 tháng 5 đưa tin, một trung sĩ lục quân Hoa Kỳ tại tiểu bang Texas đã bị kết án 25 năm tù vì đã bắn chết một người đàn ông trong buổi biểu tình Black Lives Matter vào năm 2020. Theo đó, Daniel Perry đã bị kết tội vào tháng 4 khi đã bắn chết nạn nhân Garrett Foster, 28 tuổi, một cựu chiến binh không quân Hoa Kỳ tại cuộc biểu tình Black Lives Matter ở thành phố Austin, tiểu bang Texas. Cuộc biểu tình diễn ra vài tháng sau khi cảnh sát ghi đến chết George Floyd, một người đàn ông da màu ở thành phố Minneapolis. Theo khai nhận của anh Perry, anh hành động để tự vệ khi bắn Foster. Tờ Nhật Báo tại địa phương đưa tin các luật sư bào chữa của Perry cho biết anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc nổ súng. Khi Foster đã có hành động chĩa khẩu súng AK-47 thuộc sở hữu hợp pháp vào người của Perry.
Sau khi Perry bị kết án, thống đốc tiểu bang Texas, ông Gray Abbott cho biết ông sẽ xin ân xá cho Perry. Ông Abbott khẳng định luật tự vệ của tiểu bang biện minh cho hành động của Perry và không thể bị bội thẩm đoàn hoặc luật sư liên bang vô hiệu hóa. Truyền thông cũng đưa tin cho biết rằng các công tố viên yêu cầu bản án 25 năm vụ cảnh sát bắn chết người biểu tình trong khi bên bào chữa đề nghị 10 năm. Bản án được đưa ra bởi thẩm phán tòa án liên bang ở Texas Clifford Brown. Các luật sư bào chữa của Perry cho biết rằng họ thất vọng với bản án nhưng sẽ tập trung vào việc kháng án và hợp tác với quy trình ân xá của tiểu bang. Vụ nổ súng này xảy ra ngay sau khi Daniel Perry tình cờ gặp một nhóm người biểu tình, trong đó có Garrett Foster, đang tuần hành ở trung tâm của thành phố. Foster và một số người khác đã tiếp cận chiếc xe của Perry sau khi buộc Perry phải dừng xe. Những người biểu tình này đã nói với cảnh sát rằng họ sợ bị Perry tấn công bằng chiếc xe. Sáng qua Florida, bản tin cho hay rằng nữ cảnh sát dùng thẻ ngân hàng của người tử vong để tiêu xài. Thưa quý vị, một nữ cảnh sát tại tiểu bang Florida bị bắt vì đã sử dụng thẻ tín dụng không phải của mình, mà là của người đã chết để tiêu xài từ việc làm đẹp, thuê khách sạn, ăn uống cho đến đổ xăng. Theo đó, cảnh sát Diana Ferreira, 25 tuổi, ở thành phố San Cloud, Ocala County, thuộc tiểu bang Florida, đã lấy thông tin thẻ tín dụng từ hiện trường điều tra vụ chết người trong khi cô làm việc vào ngày 30 tháng 4. Đến ngày 14 tháng 4 thì quá phụ của nạn nhân liên lạc với sở cảnh sát tại địa phương để thông báo về những khoản chi phí lạ trên thẻ tín dụng của người chồng đã mất của bà. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện khoản chi tiêu trái phép bắt đầu xuất hiện từ ngày 4 tháng 4, chỉ một ngày sau khi người đàn ông qua đời. Các khoản thanh toán gồm tiền thuê khách sạn, đặt đồ ăn, đổ xăng và cả làm đẹp. Đến ngày 10 tháng 9 thì văn phòng cảnh sát trưởng San Cloud cho biết rằng Ferreira thừa nhận đã chụp ảnh thẻ tín dụng của người quá cố tại hiện trường, sau đó nạp vào các ứng dụng thanh toán trên điện thoại để chi tiêu cá nhân. Người cảnh sát này đã bị bắt vì tội sử dụng thông tin của người quá cố, sử dụng gian lận thẻ tín dụng và cả trộm cắp. Cô bị sa thải khỏi ngành và vẫn bị giam giữ tại nhà tù địa phương. Cảnh sát trưởng tại địa phương ông Marcus Lopez cho biết rằng là thành viên của cơ quan thực thi pháp luật, điều này khiến tôi phải xấu hổ khi phải đối mặt. Đây là một hành vi vô cảm và tàn nhẫn. Ông còn cho biết rằng điều này làm tổn hại tới thanh danh của sở cảnh sát địa phương và cảnh sát đang tiếp tục điều tra xem cô này có phạm tội khác trong thời gian làm cảnh sát hay không. Quay trở lại Florida, bản tin cho hay rằng giáo viên bị bắt vì cho phép học sinh lớp 7 hút thuốc lá điện tử. Theo tờ New York Post, cô Jennifer Held, 50 tuổi, là giáo viên dạy thế tại trường trung học Elstis của tiểu bang Florida. Tuần trước, giáo viên này vô tình nghe được cuộc trò chuyện của một học sinh lớp 7 về việc bạn của cậu muốn dùng thuốc lá điện tử. Và cô này sau đó đề nghị cậu bé dùng thử cây vape của cô ngay trong giờ học. Theo báo cáo của cảnh sát, học sinh lớp 7 cho biết cô Hào dặn cả lớp không được tiết lộ chuyện này. Tuy nhiên, ban giám hiệu đã nhanh chóng nắm được thông tin và người giáo viên này được yêu cầu rời khỏi trường ngay lập tức và không được quay trở lại làm việc. Sau đó đến ngày 5 tháng 5 thì người cô giáo này bị bắt. Truyền thông đưa tin cảnh sát cũng đã thu giữ cây vape của cô được làm để làm bằng chứng. Sau khi được thông báo về quyền giữ im lặng, cô Hào thừa nhận hành vi của mình và cho biết lý do đưa thuốc lá điện tử cho trẻ em sử dụng là để làm thân với học sinh. Theo báo cáo của cảnh sát, chúng tôi đã liên lạc và cô ấy thú nhận ngay sau đó. Lý do là cô ấy chỉ muốn làm thân với các em học sinh. Chúng tôi không thể hiểu được, cô ấy ở trường là để dạy học chứ không phải để làm thân. Cảnh sát khu vực còn cho biết cô này bị buộc tội lạm dụng trẻ em. Đây là trọng tội cấp độ 3. Một số phụ huynh nói rằng họ cảm thấy kinh hoàng khi mà một người ở vị trí giáo viên lại có thể hành động xấu đến con cái của họ. Hochul Lake County cho biết rằng cô Hào bắt đầu làm giáo viên dạy thế vào tháng 11 của năm ngoái và hiện nay đã bị sa thải. Trước đó, cô chưa từng bị kỷ luật. Theo truyền thông, trong ngày 7 tháng 5 đưa tin, cô Hào đã được tại ngoại sau khi đóng 1.000 Mỹ Kim tiền bảo lãnh. Ngày xét xử của cô vẫn chưa được công bố.